Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. Phần thứ nhất trong video này, con trẻ phải bỏ 3 thứ này thì về già sẽ bớt khổ. Phần thứ hai, sống ở đời phải có 3 người này thì sẽ thành công. Người xưa thì cho rằng con trẻ mà nghiện thuốc lá, rượu bia và mê sắc đẹp thì khi về già sẽ phải chịu nhiều tai ương và đau khổ. Nghiện rượu. Rượu đã xuất hiện từ ngàn đời nay và trở thành một phần không thể thiếu trong nền văn hóa trên toàn cầu, với khả năng mang lại cảm giác phấn khích và thư giãn tương tự như thuốc lá. Rượu có sức hút mãnh liệt. Tuy nhiên, khi mà uống quá mức, nó có thể dẫn đến mất kiểm soát và thậm chí khiến người ta quên hết mọi thứ. Vì có tác dụng mạnh mẽ như vậy, nhiều người có thể trở nên nghiện rượu mà không nhận ra. Họ cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi và không còn hứng thú với cuộc sống. Tôi đã chứng kiến một người như vậy. Khi mà không uống rượu, tay anh ta luôn run rẩy. Chỉ cần vài ngụm rượu, anh ta lại trở lại bình thường. Kết quả là người đàn ông này mới ngoài 50 tuổi đã qua đời do ngộ độc rượu. Nghiện thuốc lá. Hút thuốc lá là một mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe mà ai cũng đều nên biết. Tại các quốc gia phát triển, việc cấm hút thuốc lá ngày càng trở nên phổ biến và được ủng hộ mạnh mẽ. Lý do là bởi vì khói thuốc không chỉ gây hại cho chính người hút mà còn lan tỏa nguy hiểm đến cả những người xung quanh. Nhiều người nghiện thuốc lá xem nó như là một cách giải tỏa tinh thần khi căng thẳng, lo âu hoặc là mệt mỏi. Họ tin rằng hút thuốc một điếu có thể giúp họ cảm thấy thư giãn hơn. Tuy nhiên, thuốc lá có chứa tới 69 chất gây ung thư, nhiều hơn trong số đó được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại chất gây ung thư nhóm 1. Người hút thuốc lá lâu năm có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim mạch cao gấp 6 lần so với lại người không hút. Dù những người nghiện thuốc có thể thường xuyên nói rằng họ cần một điếu thuốc để lấy lại tinh thần, nhưng khi chứng kiến nỗi đau của những bệnh nhân ung thư phổi do hút thuốc, họ sẽ hiểu rõ hơn về những cái hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt là điều cần thiết. Đừng chờ đến lúc phải hối tiếc. Nghiện sắc đẹp. Khổng Tử đã từng căn dặn rằng người quân tử có 3 điều cần cảnh giác. Khi còn trẻ thì huyết khí chưa ổn định, cần phải cẩn trọng với sự cám dỗ của sắc đẹp. Khi đến tuổi trưởng thành, huyết khí đang mạnh, cần phải phòng ngừa ham muốn tranh đấu. Khi về già thì huyết khí đã suy, cần phải cẩn trọng với tham vọng hơn người. Điều này nhấn mạnh rằng còn trẻ cần phải phòng tránh các cái cám dỗ từ sắc đẹp. Mê mẩn sắc đẹp không chỉ gây hại cho bản thân mà còn có thể gây tổn hại lớn hơn đến xã hội. Lịch sử đã chứng minh rằng nhiều vị vua và lãnh đạo đã bị sự mê hoặc của sắc đẹp dẫn đến sự suy vong của quốc gia. Ngày nay thì mặc dù nhiều người thành công và có gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ một phút lầm lỡ vì mê sắc đẹp có thể khiến họ mất tất cả. Những vụ việc như vậy xảy ra không phải là hiếm trên xã hội. Chứng nghiện và nghiện sắc đẹp cũng gây hại cho cơ thể không kém gì thuốc lá và rượu. Như xưa đã từng nói, rượu là thuốc độc xuyên ruột, sắc đẹp là dao thép cạo xương, cho thấy mức độ nguy hiểm và sức mạnh của dục vọng này. Mặc dù tác hại của thuốc lá, rượu và sắc đẹp đã được nhiều người biết rõ, nhưng không phải ai cũng có thể kiểm soát được bản thân. Vì vậy, hãy nỗ lực kiềm chế mình và thực hiện từng bước nhỏ để vượt qua những cái dục vọng gây nghiện. Cuối cùng, sức khỏe và sự bình an của bản thân là quan trọng nhất. Ngay bây giờ, không phải để chờ lâu, thì mời quý cô bác anh chị tiếp tục đến với lại nội dung thứ hai trong video này. Sống ở đời phải có 3 người bạn này. Bất kỳ ai trong đời đều mong muốn và nhất định phải có 3 người này trong đời. Vậy họ là ai? Dưới đây là 3 mẫu người nhất định phải có để đồng hành trên đường đời mà bạn vươn tới thành công. Đầu tiên đó là người trở thành tấm gương của bạn.
Người mà bạn không thể thiếu trong cuộc đời này chính là người như một tấm gương phản chiếu mọi khía cạnh của bạn. Họ không ngần ngại nói lên sự thật, dù lời nói đó có gây ra tổn thương. Chính những lời nói thẳng thắn và chân thật từ họ, dù đôi khi mang lại cảm xúc tiêu cực, sẽ giúp bạn nhận ra những cái điều cần thay đổi và thúc đẩy sự trưởng thành của bản thân. Họ không phải là những kẻ hay xỉa sói, nói xấu bạn, mà là một người bạn thực sự khi mà họ sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình một cách rõ ràng khi hai người tranh cãi. Họ không đi theo khuôn mẫu và cũng không hành xử theo cách mà bạn mong muốn. Đó là vì họ đã từng ở trường hợp mà bạn từng đối mặt và họ như là đang phản chiếu lại toàn bộ những gì đang diễn ra trong bạn để bạn có cơ hội soi rọi lại bản thân. Bạn có thể tranh luận với họ rất nhiều, nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm hết mực lẫn nhau và không có gì có thể thay đổi được thứ tình cảm này. Đôi khi tất cả chúng ta cần là người nhắc nhở mình khi muốn trốn tránh trách nhiệm. Người bạn tâm giao. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Trong cuộc đời, người bạn đầu tiên mà bạn chắc chắn cần phải có là một tri kỷ. Đó là người có khả năng kết nối bạn ở mọi mức độ cảm xúc. Với họ, không có gì là bạn hay là nghĩ kỳ quặc hay là khác thường, bởi họ luôn cảm thấy thoải mái và chấp nhận tất cả mọi thứ về bạn. Khi bạn gặp họ, bạn có thể cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể bạn đã quen biết họ từ mới được sinh ra. Bạn cảm thấy cảm giác như hai người là một cặp trời sinh cùng có mặt trên trái đất này để chung tay thực hiện một sứ mệnh nào đó. Trái ngược với những gì mà nhiều người tưởng rằng đó phải là một người khác giới hay bạn đời, thì thay vào đó họ có thể là mẹ bạn, anh em của bạn hoặc một người bạn. Mỗi người nên có một người bạn tâm giao trong cuộc đời mình, và nếu chưa có, nên hy vọng có cơ hội tìm thấy họ trong tương lai. Người giám hộ. Mỗi người nhất định phải có trong cuộc đời cuối cùng đó là một người giám hộ. Đối với một số người, người giám hộ của họ có thể là một người cố vấn, người thầy và một người hướng dẫn. Họ truyền cảm hứng, khuyến khích bạn trở thành chỗ dựa và khuyên nhủ bạn những vấn đề đối mặt trong cuộc sống. Họ đồng hành cùng bạn khi mà bạn gặp khó khăn hay là lúng túng, ngốc nghếch trong cách xử lý những cái vấn đề khó xử. Đối với một số người, người giám hộ có thể là một thành viên trong gia đình, thầy cô giáo, huấn luyện viên hoặc mục sư. Trên đây là 3 mẫu người mà bạn nhất định phải có trong đời, nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Vì vậy, nếu bạn đã có và hãy trân trọng mối quan hệ đáng quý này, còn nếu chưa tìm được, chưa gặp được họ, thì hãy tìm tiếp tục để hoàn thiện cả bản thân và không ngừng hy vọng sẽ xuất hiện khi mà bạn cần. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.